Chiều 21 tháng 10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội, trình độ tiến sĩ kinh tế, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giai đoạn 2011-2014, ông Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank. Năm 2016, ông Thắng được bầu là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển chỉ định ông Thắng tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tháng 7 năm 2019, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10 năm 2020, ông được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1 năm 2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Khi được hỏi là người có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, ông sẽ phát huy lợi thế này như thế nào trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các dự án giao thông trong thời gian tới? Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, tôi đã có quá trình công tác ở ngành ngân hàng hơn 22 năm, nhận thấy rằng hiện nay nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Do vậy, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, quan điểm của cá nhân tôi là chúng ta cố gắng lấy vốn nhà nước làm vốn mồi. Cùng với việc đó là nghiên cứu đưa ra giải pháp thu hút được nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, nhất là những dự án lớn có tính chất liên vùng để các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội.